Đạo diễn Lê Hoàng chọn vợ, sẵn sàng đưa mẹ vào viện dưỡng lão nếu mâu thuẫn. Lê Hoàng là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất của Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, tính cách thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy của anh đã không ít lần gây sóng gió dư luận và nhận về vô số bình luận trái chiều. Trong chương trình với chủ đề Làm thế nào để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên tốt đẹp, đạo diễn Lê Hoàng đã khẳng định, cách duy nhất để mẹ chồng nàng dâu tôn trọng và quý mến nhau là hai bên không sống cùng nhau. Theo quan điểm của Lê Hoàng, anh không có biện pháp nào để khuyên vợ về sống chung cùng mẹ với niềm tin họ sẽ hòa hợp và yêu thương nhau. Nghe vậy, anh Đức chia sẻ quan điểm mẹ chồng bắt con dâu phải về sống chung để phụng dưỡng nhà chồng vẫn còn tồn tại rất nhiều như một truyền thống và khó có thể thay đổi được. Lê Hoàng bắt đầu tỏ vẻ bất lực, thế thì tôi chịu, chắc các bạn nghĩ nếu gặp một bà mẹ chồng gian ác thì con dâu mới khổ, nhưng sự thật là gặp một bà mẹ chồng hiền lành tử tế thì con dâu cũng chết. Nam đạo diễn chia sẻ một trường hợp của bạn mình, dù được mẹ chồng rất thương yêu, quan tâm chăm sóc cho gia đình cô từng ly từng tí, tưởng rằng cô ta là người may mắn được người mẹ chồng tốt, nhưng lâu dần cô bắt đầu thấy ngột ngạt, sợ hãi, không dám về nhà vì mẹ lúc nào cũng tìm cô để nói chuyện kể lể. Lê Hoàng nhận định, người ta không cần mình hầu hạ, chỉ cần mình chia sẻ thôi cũng chết luôn. Hay có những bà mẹ lại bảo vì thương yêu con nên mới phải nói, ví dụ bảo con dâu đừng mặc như thế này thế kia. Nguy hiểm nhất trên đời là nhân danh tình thương để nói vì mình không thể cãi được. Nghe đàn anh chia sẻ, Quang Tuấn cho biết mình là một người rất may mắn. Lúc đầu mẹ vợ Tuấn cũng hay cho cháu ăn theo cách của mẹ, nhưng vợ lại dùng phương pháp hiện đại như bây giờ. Sau khi vợ trấn an mẹ là hãy tin vào phương pháp chăm con của vợ chồng Tuấn, vì nó theo khoa học thì mẹ cũng rất nghe. Thậm chí bây giờ mẹ làm gì cũng làm đúng theo tờ giấy mà vợ Tuấn viết sẵn. Quang Tuấn cũng cho biết nếu gia đình anh chỉ có mẹ hoặc bố thì anh sẽ thuyết phục vợ để có thể đón họ về sống chung. Tuy nhiên qua một thời gian nếu thấy không hòa hợp thì anh cũng sẽ chủ động đề cập tới vấn đề ở riêng để đôi bên thoải mái. Lê Hoàng lúc này lại đặt ra cho Quang Tuấn một câu hỏi vô cùng bất ngờ là nếu phải chọn giữa mẹ và vợ, Quang Tuấn sẽ chọn ai? Trước câu hỏi hóc búa của Lê Hoàng, Quang Tuấn hơi ngập ngừng một chút nhưng anh vẫn đưa ra đáp án là sẽ chọn mẹ. Ngay câu trả lời, Lê Hoàng cho biết mình tôn trọng quyết định của đàn em, còn nếu phải rơi vào trường hợp đó, Lê Hoàng thẳng thắn thừa nhận, hoàn cảnh của tôi thì sẽ chọn vợ, bởi tôi biết mẹ sẽ hoàn toàn vui vẻ với lựa chọn ấy. Lê Hoàng tiết lộ mẹ anh là giảng viên đại học và bà có rất nhiều niềm vui thú trong cuộc sống chứ không chạy theo con cháu. Nam đạo diễn trải lòng, nếu một ngày nào đó mẹ yếu, cần phải lo lắng về ăn uống thuốc thang thì sẽ có hai cách lựa chọn. Cách 1, nếu quan hệ giữa mẹ và vợ không xung khắc thì tôi sẽ đón mẹ về và chấp nhận một thời gian không khí gia đình nặng nề, nhưng nghĩa vụ làm con phải thế. Cách 2, nói thật lòng, nếu có tiền thì tôi sẽ đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Lê Hoàng cho biết đó chỉ là giả thuyết vì hiện tại mẹ của anh đã mất nên tình huống đó không thể xảy ra. Trước đó trong chương trình Hạnh phúc ở đâu, đạo diễn Lê Hoàng cũng hé lộ về cuộc sống hôn nhân gần 40 năm với bà xã giáo viên khiến dân tình bất ngờ. Trong cuộc trò chuyện với Cát Tường, nam đạo diễn cho biết nhiều người nghĩ rằng cuộc sống của bà xã sẽ rất kinh khủng khi sống chung với một người khó tính như Lê Hoàng. Anh kể khi nghe điều này, bà xã chỉ bật cười rồi lắc đầu vì sự thật không phải như vậy. Lê Hoàng khẳng định mình rất dễ tính đến mức không người đàn ông nào có. Nam đạo diễn ví dụ, cái gì tôi ăn cũng được, chưa bao giờ tôi hỏi ăn cái gì, tôi chưa bao giờ hỏi hôm nay có món gì, ngon dở mặn nhạt. Tôi không có nhu cầu về ăn uống, cũng không có nhu cầu để người ta phục vụ mình. Tôi chẳng có gì đặc biệt hơn người khác, khi đi quay phim cũng vậy, tôi chẳng đòi hỏi gì, ngồi đâu cũng được, ăn gì cũng được. Nói về lý do kiến tiếng trong chuyện đời tư, Lê Hoàng cho biết đơn giản vì ông không cưới người trong showbiz. Đạo diễn cá nhảy tiết lộ bà xã là một giáo viên. Bên cạnh đó, nam đạo diễn cho hay bà xã cũng không xem những chương trình mà anh tham gia. Lê Hoàng cũng khẳng định mình chính là mẫu người đàn ông của gia đình. Nam đạo diễn cho biết thời gian mình dành cho gia đình là vô tận, có đi đâu cũng về ngay. Định nghĩa về người đàn ông của gia đình, Lê Hoàng cho rằng đó là người lo toan việc trong nhà. Anh dẫn chứng mình là người đi mua thực phẩm trong gia đình, những chi phí trong nhà là do anh đóng tiền. Nam đạo diễn kể, vợ tôi bao năm nay chẳng biết tiền điện nước ở đâu cả bởi vì mình đóng. Nếu con cái đi học thì mình là người đưa đi đón về. Vợ tôi ở nhà thì nấu nướng. Nhưng vì tôi ăn gì cũng được nên việc nấu nướng ở nhà tôi gần như ít nhất trên đời này. Tôi sẽ bực mình khi vợ lo cho tôi mà thay vào đó tôi sẽ bảo cô ấy đi xem phim, đi chơi, đi mua sắm. Đó là tôi nói thật. Vợ tôi ở nhà xem phim, đọc sách, đánh đàn piano. Mỗi khi ai gọi cho tôi hay nghe tiếng đàn là vợ tôi chơi đàn đó. Tôi không giống ai và cũng không giống đàn ông Việt Nam một tí nào. Tôi không muốn người ta phục vụ mình.